Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu KAC Alias Dragon. Cái khẩu này thì hiện tại nó có trong vòng quay mới của Godfire Legion. Và mình đã ép tận 5 khẩu RPK VIP 2 vào khẩu này. Cái số lượng đạn hiện tại của nó là 253 viên trên băng đạn chính. Rất là tuyệt vời. Úi dồi ôi, zoom no này. Vâng, bắn vài phát yếu ngay. Gì đây? Cố à? Này, ơ cái đậu xanh nó lướt. Chơi mất dạy. Vâng, của nhà người ta tự dưng vào ăn cướp à. Vâng, cái đồ ăn trực. Khốn nạn. Sợ thật. Chúng ta sẽ đi kiếm con hàng khác nào. Thằng ốc diêm. Vậy thế mình cận chiến thì chắc là nó chửi mình chắc luôn đấy. Rồi, nhấp nháy rồi. Úi dồi ôi, mình bắn mỗi nhấp nháy thôi mà bọn kia nó ăn luôn. Này thì cố lại. Ui giời, ép bồ duyên. Gái rồi. Căng vậy. Có gái mà chơi zombie bay luôn. Gái cũng yêu thích cái bộ môn này sao. Hơi bị lạ đó nha. Bay xuống. Đúng rồi. Trời ơi, cái kết là vẫn là như thế thôi. Á, à, cái hết cả hồn. Nó đứng nó lừa tình ạ. Hay lắm. Bét lừa tình. Đâu rồi? À, hồi sinh lại đây à. Con lợn này. Này đi lừa tình với chúng tôi này. À, vâng. Một chiêu trò thì không thể dùng mãi được đâu bạn ơi. Mà cưa gái như thế thì gái làm sao mà đổ được. Không phải đổi chiêu thức đi chứ. Cận chiến cờ cầu. Sao nó không chửi mình ta? Con quả đấy mà chửi mình thì vui phết đấy. Phát trận sau lại cận cho nó vài phát nữa để cho nó hét lên cả map luôn. Hết giờ rồi. Thế là trận này lại kết thúc trong yên bình thôi. Tơ thì không có, dùm non thì nát nát. Cái phòng nấp nấp cái gì. Úi dồi ôi, lại đảo. Thôi mình lên đây rồi thì lại đảo. Chán đấy nhở. Chạy đâu ấy. Đây rồi. Bây giờ. Ui, vãi. Đùa. Vãi, đùa nhau à? Thế đấy nào. Còn một giây rồi vẫn cào. Hay thế. Tưởng hết giờ. Mình cũng tưởng hết giờ. Còn đúng một giây nha mà. Thế đấy nào nó lại cào được. Ok, thằng ngu. Bắt đầu nó lại chửi thằng cào được. Vâng, anh ta đã gánh team cho team Zumbai rồi. Thế đấy nào vẫn bị chửi. Cạn lời. Rõ ràng là đang gánh tim anh em ạ. Nó chửi sóc mặt lờ cái thằng kia. Khổ thân. Nó biết thế tao đéo thèm cào nó. Rồi bây giờ thì anh lại lên đây để quay tay thôi. Tao sợ chúng mày quá cơ. Có cái khẩu này mà lên đây quay tay thì nhất rồi. Chả còn cái chỗ nào mà còn đứng cho cái khẩu này nó ngon hơn nữa. Tại vì khẩu này sấy rất là bá. TMP thủ giam. Hai thằng tôi cầm cận chiến. Ui trời ơi, nó chửi nhau kinh. Khiếp thế, gặp đúng cái phòng. Không biết là gái thật hay không mà cũng dã nhau sờ mờ lờ với bọn Zumbai. À chứ nhầm, với cái bọn chơi Zumbai. Hay thế. Hay rồi. Nãy thì mình mới vào thì mình thấy hình như là level cũng cao, chắc là gái rồi. Ở clan Apple. Mấy thiên nhiên level cao thì chắc chắn là gái rồi. Level thấp thì chả tin đâu. Úi dồi ôi, tôi cố làm cái gì? Zumbai no đấy. Hồi trước thì bảo gái thì mình không tin đâu. Ít khi mà mình bắn cái tựa game này mà gặp gái lắm. Bây giờ gặp nhiều quá rồi nên nó không lạ lùng gì nữa. Gặp thì cũng là điều bình thường thôi. Ô, ấn nhầm nút rớt rồi. May quá, không có thằng nào đứng hóng hàng. Ôi, sau lưng kia. No. Help me. Don't kill me. Ấy chứ nhầm. Don't cow me. Ok. Gì vậy? Con tín qua hiếp thằng tơ mà thấy cái mặt con cương thi nó nhảy qua thì thôi. Con không còn đủ can đảm để có thể đứng lại mà nhìn thằng tơ được. Phải nhìn con cương thi ngay. Nguy hiểm lắm. Nó hay thì nấp với chúng tôi này. Ôi trời ơi, cứ bảo không đau đi.
Ồ, cái gì đây? Thôi chạy. Rồi, đứng nhây nữa lại mất bà nó cái giáp. Không dám nghịch ngu nữa đâu. Ôi, ôi vãi giòi. Ai định mệnh nó nữa. Ở chơi mất dạy vô duyên vậy. Rồi tới xong. Ôi, sao lại rớt thế này? Không thấy đấy nào. Ui rồi ôi, nó ăn được thằng ở dưới ạ. Mình tính mình lên ăn thằng Thẩm Du ở trên thôi. Mình thấy thằng ở dưới rồi. Cay nhất là mấy thằng Thẩm Du thôi. Vai đứng cho nó ăn chùa kìa. Ăn chùa này. Ăn chùa này à, này thì KS hàng của tôi này. Còn thằng này nữa. Được rồi, soi máu, máu, máu. Đúng rồi, máu còn một vạch. Ok. Tuyệt vời. Sau bao nhiêu nỗ lực để không bị KS hàng thì ân đã đi KS hàng của người khác. Cạn lời. Bộ trận này đừng làm cho bay. Mình đang cảm giác là chuẩn bị làm cho bay đây này. Ôi may quá. Vâng, cái cảm giác hôm nay sai rồi. Chết đấy. Cái khẩu này mà Thẩm Du nó nhiều nhiều cho bay một tí. Công nhận là sấy đã cực. Nhưng mà đi Thẩm Du này nó hơi bị quá đáng anh em ạ. Tại vì cái khẩu này nó cũng không phải là quá nặng để đi Thẩm Du. Ui rồi ôi, tự nhiên là chơi hay đấy. Được. Rất là hay. Dương Mai Non cộng thêm cây lưỡi hái. Và đi cân mát. Hay lắm bạn ơi. Bạn là nguyên nhân để có hero ở đây. Mình sẽ bắn đàng hoàng lại để không bị bro hiếp. Còn biết chơi, mình biết là thằng kia nó biết chơi rồi. Nên mình bắn sẽ đàng hoàng lại để không bị nó hiếp. Vâng. Lên stream thì bị cả băng hiếp thì mình sợ thôi. Thì không chịu được. Thế còn ở đây thì chỉ có một thằng hiếp thì ok. Chạy được. Đấy. Với lại nó cũng không biết mình đâu. Nên đâm ra nó không có thể là nhắm vào mình được. Nó nhắm vào những thằng khác nữa. Thế là mình lại có hero. Đấy. Đâu rồi nhở? Bay đâu hết rồi? Ủa, mình nghe tiếng chân khá là gần. Nhưng không biết ở đâu. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Sao lại rớt xuống thế này? Nó lên nó hiếp. Sạch. Trên khu vực Thẩm Du đây này. Ui dồi ôi. Đã quá. Vâng, nó lại chạy đi hấp diêm là khác nữa rồi. Vâng, nó cầm cái lưỡi hái như kiểu là nhà của nó vậy. Sợ quá cơ. Còn 4 thằng nữa để có hero. Chúng ta sẽ đi ghẹo zombie nào. Ở đây không có zombie rồi. Đây này. Sao lại AFK này? Ui trời. Sao lại toàn AFK ấy nhở? Ui dồi ôi. Cái gì vậy? Ơ, bỏ qua mình luôn. Vãi xoài. Ô vãi, chắc là nó tính giết con Apple duyên đấy. Đấy, mày hay lắm. Ui, biết ngay mà. Vâng, nó cay cái thằng cầm TMP nha mọi. Thực sự nó cay cái thằng TMP nên nó không để những cái thằng khác luôn. Đấy, em thấy vi diệu không ạ? Bằng sân bay nó đỡ bớt nhàm chán hơn. Và cũng nhàm chán thật, bị nó đéo giết mình. Sợ thật. Ui, có zombie rồi. Trận đúng trận cuối. Cái này thì đùa top được không đây? Cái thằng cầm TMP đâu? Con Apple Gen đây rồi, nó lên thế này. Này thì đi theo này. Đây rồi. Này thì TMP với chúng tôi này. TMP với chúng tôi này. Con lợn này. Úi trời ơi. Vâng, tao sợ chúng mày quá cơ. TMP mà dã. Này thì hero đứng một chỗ này. Ok, chắc là nốt trận này mình sẽ nghỉ clip tại đây thôi. 95 kill rồi. Ăn nốt cái thằng hero này nữa là mình sẽ được top 1. Ui rồi, thôi không xong rồi. Sao nó trâu ấy nhở? À, sao mình máu giấy thế nhở? Duyên là gơn này. Ui trời ơi. Cứ nhìn là biết nó là gơn rồi, cần gì hỏi. Ui rồi, thiếu tí nữa. Ui, tí nữa là ăn được rồi. Tiếc quá.
Ở chào, mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thì thấy hay quên like, subscribe kênh của mình nhé. Bye bye bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.